Sử Tử Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Châu Phụ Tử được làm từ chất liệu đó chính là gỗ hương ta. Và tác phẩm có mã TLV0147, cao 45, ngang 76 và sâu 37. Tác phẩm gỗ hương ta hàng ôm đá tự nhiên và làm liền khối. Và tác phẩm hiện tại đang có giá bán bên em là 10 triệu 500 nghìn đồng cho tác phẩm này. Châu là một trong những con vật đứng thứ hai trong bộ 12 con giáp, còn có tên gọi khác là xỉu. Và khi nhắc đến con trâu thì người ta thường nghĩ ngay đến sự chăm chỉ, thật thà. Và ngoài ra thì những cái tác phẩm tượng trâu đặt ở trong nhà sẽ mang đến tài lộc cho gia chủ. Trong thời xưa thì con trâu được xem là kho báu của mỗi gia đình. Nếu gia đình nào sở hữu trâu thì cũng đem đến một tài sản rất là lớn ở trong nhà. Và chính vì thế, khi đặt tượng trâu ở trong nhà sẽ giúp thu hút tài lộc, công việc làm ăn thuận lợi, kinh doanh càng trở nên phát đạt và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Việc chế tác trâu phong thủy rất quan trọng, bởi trâu phải có uy lực, thần thái mới tỏa ra được linh khí. Đầu trâu phong thủy cần phải chế tác hài hòa, biểu hiện sự nhân hậu, trung thực, nhẫn nại, chịu thương, chịu khó. Trâu phong thủy là hình tượng tượng trưng cho sự mạnh mẽ, dẻo dai, biểu tượng của sự an lành và no đủ. Và đặt tượng trâu ở trong nhà không những có khả năng hút tiền tài, phúc lộc mà còn đem lại những cái hiệu quả trấn trạch rất là tốt. Và tượng trâu phong thủy kết hợp với những người tuổi Sửu, Tý, Dậu, Hợi Tỵ bởi nó sẽ đem lại vận may cho công việc cũng như trong cuộc sống, sự nghiệp thành đạt, kinh tế bền vững, gia đình hạnh phúc. Nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, hãy liên lạc với Sửu Tử Gỗ qua Zalo hoặc hotline 0346059999 hoặc 0868688137 các bác nha. Đặc biệt, xem xong video, các bác chúng ta hãy like video này, ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều tác phẩm bên hơn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.